chưa gì hết mà vô cái tay tay kia tay kia, rồi xong ép con chó phải làm theo mình chi vậy, cực thế. Bendox dùng chân thành cảm hóa lòng trung thành. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học một lệnh tiếp theo kết hợp với lệnh ngồi. Đó là lệnh bắt tay và tay kia. Thì chúng ta phải phân biệt được là bắt tay và tay kia với con chó. Chứ chúng ta không thể sử dụng một từ bắt tay để cho con chó làm hai tay được. Tại vì con chó có tay trái và tay phải. Nhiều lúc mọi người cứ dạy cho con chó là cái lệnh bắt tay là tay nào cũng bắt được. Thấy không? Cho nên chúng ta phải dạy hai lệnh khi mà bắt tay. Đó là bắt tay và tay kia, hoặc là tay và tay kia. Thì khẩu lệnh ở đây đó là tay và tay kia ha, thì mình hay dùng. Còn tiếng Anh thì mọi người sẽ dùng hand hoặc là left. Xin chào tất cả mọi người, sau đây chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai, đó là phần thực hành. Thì phần thực hành tiếp theo của bài này đó là lệnh bắt tay. Thì người đầu tiên thực hiện sẽ là Vũ. Vũ sẽ thực hiện lệnh bắt tay đầu tiên với bạn Don. Vũ lên làm đi Vũ. Don. Rồi. Bước 1 mình sẽ kết nối với lại chú chó. Don. Hôm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Rồi. Bước 2 mình sẽ đưa đầu một bên rồi giữ cho đó, cho chú chó mình rướn một xíu đó, rồi mình sẽ bắt tay á. Rồi. Qua. Đó. Này. Đón. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi chứ. Thôi cũng được rồi. Đón. Đón, tay. Tay. Tay đây. Trời. Bước 3 là mình sẽ cho chú chó rướn hết mức để mà mình bắt tay. Đón. Đón. Đón ngồi. Rồi ok, nhớ được 3 bước. Rồi rất là lộn xộn này kia các kiểu. Đúng không? Thì học là không có tập trung đúng không? Rồi đi xuống. Thì sau đây tiếp tục một huấn luyện viên nửa mùa tên là Khang. Bạn sẽ xem thử nhớ được bao nhiêu phần của lệnh bắt tay. Bước 1 là mình sẽ kết nối với vàng hay quên rồi. Bước số 2 là mình sẽ đưa cái thức ăn ra xa ngược hướng để chờ cái phản xạ bắt tay, để rướn tay của vàng ấy. Vàng ấy nè. Vàng. Ở đây con. Giỏi. Rồi ok, giỏi. Rồi, ngược lại nè, bên đây nè vàng. Bên đây. Rồi, giỏi. Giỏi. Yes. Thứ ba thì mình sẽ theo khẩu hiệu vô là tay. Tay với vàng. Tay. Không, đây là vàng tay. Đây. Vàng tay. Đây nè con, vàng tay. Rồi, giỏi. Thì bước 4 là sẽ là tay kia. Tay và tay kia. Rồi, tới công chuyện này. Rồi, chúc mừng thêm một huấn luyện viên nửa mùa. Chán, học xong trả thầy luôn, học buổi sáng, buổi chiều trả thầy ngay lập tức luôn. Rồi, sau đây mời bạn Tiến. Rồi, nửa mùa tiếp theo. Kia là nửa mùa xuân hạ, bây giờ là thu đông nè. Đấy. Rồi, giải thích bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 như sau. Được rồi, đây con. Bước 1 mình sẽ kết nối với chú chó nha các bạn. Yes. Hay quá con.
À, bước hai mình sẽ cũng làm như vậy nhưng mà mình sẽ nghiêng đồ ăn qua một bên để cho nó ngã cái chân nó qua để mình lụm cái chân đó. Được rồi. Oh yes. Good job boy. Rồi. Oh yeah boy. Yeah. Rồi bước 3 mình sẽ đưa qua sâu sâu để cho nó dở cái chân nó hết cỡ. Nè con. Rồi đó mình sẽ lụm cái chân đó. Ok. Kể đấy không sao. Tại vì đang học mà mình thấy ra cái bài học rõ ràng. Đây. Đó. Rồi bố làm sao? Bố bố mình sẽ tay kia. Rồi con. Left hand man. Đây con. Rồi. Left hand. Yes. Rồi bây giờ sau khi mà học cả nửa buổi sáng để chúng ta học các lệnh thì mọi người chắc có vẻ là sáng không uống cà phê hay này kia các kiểu nên mấy bạn nửa mùa này buồn ngủ nên học xong rồi trả cho thầy luôn. Buổi sáng học buổi sáng xong buổi chiều là trả ngay lập tức luôn. Kỹ thuật thì không có, phương pháp thì không nhớ thì làm sao mà giải đó. Mọi người thấy không, khi mà mấy bạn này đã học cả buổi sáng vừa coi mình thị phạm, vừa mình nói lý thuyết, vừa giảng, nhưng mà chưa bao giờ mấy bạn làm được. Thì mọi người nghĩ sao khi mà mọi người chỉ lên YouTube xong mọi người coi người ta giảng chỉ vài chữ thôi, thì mọi người nghĩ là mình đã dạy được con chó một cái lệnh nào đó. Đúng rồi. Thật sự nó, nếu như mà nói ra thì nó không đơn giản chút nào. Còn nói mà huấn luyện chó dễ thì cực kỳ dễ luôn. Nó giống như việc ăn cơm uống nước thôi, nhưng mà không phải là ai cũng làm được. Không, mất cả nửa ngày trời để học này kia các kiểu rồi đến bây giờ thị phạm này kia nói rác cuốn cổ luôn mà bây giờ mấy bạn vẫn không nhớ. Ok, một người lên trên đây để tôi thị phạm trước, sau đó thì bắt đầu lại. Bước 1 là lệnh này là mình sẽ kết hợp với lệnh ngồi, đúng chưa? Thì mình phải xác định là con chó nó ngồi thẳng chứ cả. Cái thứ hai, xác định khẩu lệnh là gì, tay và bắt tay hay là hand và left, đúng chưa? Cho con chó nó ngồi thẳng trước, còn ngồi như thế này mà cứ kêu con chó bắt tay, bắt kiểu gì? Rồi đây, anh nhìn nè, vàng, ngồi, đó, nó ngồi thẳng như thế này nè. Rồi, đây, bây giờ bước 1 đúng không, xác định con chó nó ngồi thẳng hàng, không được ngồi méo một bên. Cái thứ hai là đưa qua bên phải là bắt tay, đưa qua bên trái là tay kia, hoặc đưa bên phải là hand, đưa bên trái là left. Mình xác định bước đầu tiên hả? Đúng không? Rồi, cho con chó nó ngồi nè. Rồi, xác định hand, left. Đúng chưa? Mình xác định trước hả? Rồi, cho ngồi thẳng lên. À, ngồi. Rồi, ngồi thẳng như vậy. Sau đó, đưa qua bên phải là hand, bên trái là left. Thì bước thứ hai mình chỉ cần đưa qua thôi, con chó vừa nhóm lên mình lấy một tay khác để mình bắt lên, đúng chưa? Rồi bước thứ hai đối với bên kia cũng vậy, nó vừa nhóm lên nhẹ cái này mình bắt lên tay kia, đưa ngồi. Rồi đưa qua bên phải là tay đó, nó vừa nhóm lên cái bắt tay lên. Rồi đưa qua bên trái, nó vừa nhóm lên, nó vừa chỉ cần vừa nhóm thôi, mình cho nó cái thế gọi là phản xạ có điều kiện, nó vừa nhóm lên thì mình bắt lên, đúng chưa? Rồi bước thứ ba thì mới giơ cao đồ ăn lên để cho nó rướn hết người, đúng chưa? Và nhóm cái tay lên cao thì lúc đó mình mới bắt tay. Rồi bên kia đây, đưa nhóm lên tay kia, chưa gì hết mà vô cái tay kia. Rồi xong ép con chó phải làm theo mình chi vậy, cực thế. Rồi bước thứ ba rồi đúng không? Rồi bước thứ tư thì sao? Thì mình sẽ đưa tay không thôi, đúng không? Đến khi mà nó rướn hết cỡ và tự bắt lên thì mình bắt. Rồi tay kia cũng vậy. Thế vậy con chó nó cực kỳ đơn giản và thoải mái luôn, chứ cần chi phải ép con chó thế này kia. Mình khi mình làm đúng quy trình rồi thì tự nhiên con chó nó sẽ làm theo một cách rất là nhẹ nhàng. Rồi xuống được. Tốt rồi đó. Rồi, tay đây. Tay đây. Đó, rồi. Phải di chuyển theo cái hồi của em.
cái cục mồi đó đó, nó phải nhìn chằm chằm vào cái cục mồi đó. Rồi đổ đổ ngược lại. Đúng rồi. Đấy, tay kia con. Tay kia, tay kia. Tay kia. Tay kia. Giỏi. Rồi, đúng rồi. Rồi, ok được rồi. Đôn. Rồi. Đôn ngồi. Ờ, cả sàn có điều đó. Kiện đâu. Tay. Đôn, tay. Đưa qua bên phải đó là tay. Đưa qua bên phải đó, đúng rồi. Đó. Đôn, tay. Đúng rồi, nó vừa nhấn tay. Lên. Tay. Đó, đúng rồi, đấy. Em hạ người xuống để em bắt cái tay đó. Nó lên. Rồi, đưa qua bên trái. Đôn ngồi. Đôn ngồi. Tay. Tay. Đó, đó, đúng rồi. Đó. Tay kia, tay kia. Giỏi. Đón tay, tay. 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 Đón tay. Tay. Đón tay. Tay. Giỏi. Đón. Dạ ơi. Ngồi. Rồi. Giỏi. Giỏi. Đúng không? Đúng không? Anh cứ nói đi. Đúng không? Cho bé ngồi. Cho ngồi thẳng lại. Bên trái và đưa bên phải. Bên trên cho đi qua trái thì bắt tay. Đưa phải thì tay kia. Nhưng mà do đó mình nó bị gì đó. Mập quá. Ngồi. Dạ ơi, ngồi. Nên thì mình xin lỗi. Mình sẽ hứa giảm cân. Dạ ơi. Từ từ lại. Ngồi. Rồi. Rồi, ok. Dạ ơi. Ta, dạ ơi. Dạ. Dạ. Đúng rồi đó. Hạ cái dây nó luôn cũng được. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, nó vừa nhóm lên rồi bước 2 mình bắt cái tay nó lên đó. Rồi, ok. Giỏi. Yes. Giỏi. Rồi, tay kia cũng vậy. Rồi, dạ ơi. Dạ, đây nè. Kia nó vừa nhóm qua. Rồi, ok. Giỏi. Giỏi. Rồi. Ba thì phải cho nó nhớ hết tắt. Dạ ơi. Sẵn sàng có điều kiện đâu tập trung vô. Dạ. Đúng rồi, đồ ăn nó dưới. Rồi, nè, lại nè. Ừ. Đưa qua, đúng rồi. Hạ xuống sát miệng nó, xong rồi đưa qua. Đó, đúng rồi, tay nó bắt đầu. Rồi, ok, ok, giỏi, yes. Yes, giỏi.